các bạn, chào bạn trở lại với nhóm review. Nhóm này nhóm xin giới thiệu về cái dimmer DC DK5. Đây, trên tay mình đây là module DK5. Thì về tính năng, module này dùng để điều tốc động cơ DC và điều chỉnh độ sáng đèn DC chẳng hạn. Tức là điều khiển các cái thiết bị DC. Thì về thông số kỹ thuật của cái module này, thì điện áp các bạn có thể cấp từ 3 đến 35V tùy thuộc vào cái chế độ bạn chọn. Thì nếu mà ở đây các bạn để ý này, cái dăm cái mối hàn ở đây thì chỗ 3 đến 15 này, thì nếu mà các bạn hàn vào kết nối vào thì là điện áp cấp vào ở chỗ đây này, đây chỉ là từ 3 đến 15V. Còn nếu mà các bạn không hàn ở đây này, thì là điện áp cấp vào có thể là từ 5 đến 35V. Đó. Rồi. Thì về dòng thì cái dòng không tải của nó thì có khoảng 15mA, và cái công suất của motor này có thể đạt tới 90W, và cái dòng khi có tải mà nó chịu được là lên tới 5A, nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là nên sử dụng mức 2A để đảm bảo kéo dài tuổi thọ cho cái motor này. Thì motor này sử dụng IC555 để tạo ra xung 10kHz, và IC công suất ở đây là con D60NF. Đó. Thì đây, kích thước của nó khá là nhỏ gọn. Kích thước là 30 x 24 và x 15mm. Khối lượng thì khoảng 15g. Thì về cách sử dụng thì các bạn cấp nguồn vào cái header ở đây. Các bạn thấy đây, DIN này. Cộng và trừ. Thì ở đây nếu mình không hàn thì là có thể sử dụng từ 5 đến 35V. Và đầu ra này, đầu ra thì các bạn có thể lắp đèn hoặc là motor, động cơ đấy. Âm và dương để điều chỉnh cái điều tốc và điều chỉnh độ sáng. Thì các bạn sử dụng cái để trở ở đây, có thể bật tắt này, đây bật này và điều chỉnh đây. Và thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cái chức năng điều tốc động cơ DC cho cái module này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái động cơ DC 555 đây. Cái động cơ này thì có điện áp sử dụng là từ 12V đến 24V, và nó có thể quay 10.000 vòng trên 1 phút. Đấy. Và cái dòng không tải của nó là khoảng 0,5 đến 0,7A. Đấy. Đầu trục ở đây là khoảng hơn 3mm, tầm 3,15 đến 3,17 đến 3,25 gì đấy. Cái trục này. Và mình lắp thêm cái cánh quạt máy bay loại 9047. Đấy. Kích thước khoảng 20cm. Và trục của cái đây. Cái bộ cánh quạt này thì gồm hai cái và các cái vòng điện đây. Vòng điện thì để phù hợp cho các cái loại trục động cơ khác nhau. Đó, cái vòng điện này thì ở đây mình đã gắn lên đây rồi. Bây giờ mình tiến hành đấu dây. Thì đây, đây in đây, mình sẽ cấp nguồn 24V. Các bạn nhớ đấu đúng chiều nhé, dương âm. Đây thì mình sẽ đấu âm vào này, dương. Và đầu ra của động cơ này, động cơ này, âm này. Đối với động cơ thì các bạn có thể đấu chiều nào cũng được, nhưng mà đối với đèn thì các bạn phải đấu đúng chiều. Đây, thì ở đây mình đã kết nối xong này, đây này và nguồn ở đây này. Ở đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn 24V để mắc cho động cơ này. Tiếp vụt, đầu ra này. Đó. Đây. Mình cấp nguồn này. Âm. Vì cái cánh quạt này nó thổi rất là mạnh nên là mình phải giữ ở đây. Các bạn để ý nhé.
như các bạn đã thấy, động cơ và kết hợp với lại cánh quạt thêm cái bộ điều tốc vào đây, các bạn thấy sức mạnh khá là tốt. Thì với cái module này các bạn có thể ứng dụng nó trong việc điều tốc động cơ như này chẳng hạn, hoặc là điều chỉnh cái độ sáng cho bóng đèn xe. Thì cái video của nhóm đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.